Xét về khía cạnh ban pick mà nói. Xét về khía cạnh ban pick mà nói ấy, thì ván này ban pick ổn, ban pick khá là hay đến từ cả hai đội ban pick rất đúng với cái lối chơi của mình. Thresh, Aphelios, Kalista bên này vẫn là Pantheon, Elise, rồi lần này cấm thêm con Senna nữa để không cho chơi Senna thăm Ken nữa, khó chịu quá bắt buộc phải cấm đi thôi. Thì có set first pick set cho Zeroth, ván này Zeroth chơi cực kỳ hay. Ván này Zeroth chơi cực kỳ hay luôn, tí nữa mình sẽ chỉ ra vài cái pha move hay vãi đái của Zeroth. Bên này thì sao? Kai'Sa tướng tủ, tiếp tục là lối chơi cũ. 4 đấu sĩ, một xạ thủ kiểu như thế. Chơi on để nâng cấp thêm cái ngưỡng sức mạnh về led. Rồi là Scanner, một con tướng tủ của Yijin. Và cái điểm hay của con Scanner này mình cũng đã khẳng định rất là nhiều lần rồi, đấy là nó sẽ khiến cho những vị trí chủ lực của đối phương cần phải lên những cái khăn giải thuật sớm, và nó sẽ khiến cho cái ngưỡng giao tranh ở mid game nó sẽ bị yếu đi. Cái hòm bảo hộ có giải được ulti bọ cạp hay không? Không, không giải được ulti của bọ cạp. Gớm hay mà thua, thì hay là hay, dở là dở, còn thắng là thắng, thua là thua. Một cá nhân nó không thể ảnh hưởng tới thắng hay thua được, mà chúng ta đang nói tới là cái khía cạnh di chuyển cá nhân thế thôi. Chứ còn trận này thua thì đương nhiên là kết quả ai biết là thua rồi. Nhưng mà Gam đánh hay không? Gam đánh hay quá chứ. Flash đánh hay không? Hay quá chứ. Cặp này cả hai đội tuyển đánh hay vãi cả nồi. Thề đã gọi là chung kết trong mơ rồi mà. Orianna đi với Lucian, một kèo đấu thua muôn thua. Vậy thì tại sao con Orianna này lại được pick dành cho KT? Cái kèo này chúng ta thấy rất nhiều lần rồi. Thậm chí là Faker cầm kèo Orianna đã bị solo kill rồi bởi con Lucian rất nhiều lần đúng không? Đấy, thì bên này là Lucian và sẵn sàng tấn công của Lucian lúc nào cũng thắng, nhưng Orianna ván này cầm sách phép để có thể thay đổi và có thể tele đi để cover những người đồng đội của mình. Còn Taric này, từ Taric này là một cái sự lựa chọn mà biết nói ra sao nhở, nó kiểu rất là turning point nhá, nó dùng nó hay ấy thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả kiểu lớn vô cùng, kể cả đội bạn thua đồ thua tiền tự nhiên đùng cái Taric bụng thì đẹp vẫn cứ là ok, vẫn là win. Đúng rồi, đấy là CJ solo kill Faker. Rồi, con này hay. Lucian kết hợp cùng với cả Yuumi hay. Laning có khả năng pop, có khả năng lùi tốt. Và đặc biệt là cái E của Lucian có thể giúp cho con Yuumi dễ lái được cái ulti. Cái sự lựa chọn con Syvana cuối cùng này đảm bảo rằng team có đam phép. Nó không phải là con Nidalee mà nó là con Syvana. Bởi vì về sau, con Syvana sẽ có thêm con Yuumi bám để kích tốc độ di chuyển. Và khả năng pop đến từ hai con này đều khỏe hơn. Còn các bạn hỏi mình là fan đội nào, mình đố các bạn biết mình fan đội nào luôn đấy. Bản thân mình không biết mình fan đội nào, làm sao các bạn biết được. Cái đầu ta không cần phải nói nhiều về những cái di chuyển như thế này. Ăn đều ở rừng dưới, đều được bốt lên hỗ trợ. Ổn. Thì cái điểm hay đầu tiên ấy, nó đến rất sớm, nó đến từ ngay phút thứ tư. Đấy là cái tình huống gank của Flash. Thì đây, Scanner vòng ganh này. E flash mắc binh của CBL. E cực kỳ hay luôn. Tốc biến lên làm choáng được cả hai. Và các bạn biết rằng là một khi con Yuumi nó bị tốc biến lên, à nó bị ăn CC ý, thì 5 giây sau nó mới được phép nhập vào người của những người đồng đội của mình đúng không? Và con Yuumi này là một con triệu hồi Ahri Yuumi, thì nếu như nó nhập được, đầu tiên nó sẽ giúp cho khả năng tăng máu của con Lucian mạnh hơn, và thứ hai nữa là nó sẽ tạo ra một lượng khiên, nên là mình mới nói rằng đây là một quả stun rất là mắc binh đến từ Taric của CBL, tốc biến lên stun để làm tiền đề. Và mặc dù là lúc này Syvana của Levi đang ở ngay gần đây cấp độ 4 bằng với Yijin, nhưng không thể can thiệp kịp được. Yijin bật thú săn mồi lên rồi, vòng nó phía sau lưng có dịch chuyển này đến từ Zeroth. On lúc đầu thua đường nên bắt buộc phải sử dụng dịch chuyển lên đường trên, nên Zeroth thừa dịch chuyển, Zeroth giúp bot, đây là lần đầu tiên. Nhưng pha này làm cho Zeroth thọt. Ok. Double kill dành cho Slayer. Slayer được buff còn một máu. Zeroth chết. Mắc binh dành cho Flash. Ok. Một pha early game mắc binh dành cho Flash. Một đội hình đánh vì AD carry. Có ngay hai mạng cho AD carry. Mạng còn thừa nằm trong đúng túi của Orianna. Như vậy là hai chủ lực đều ăn được mạng. Quá đẹp.
pha early game. Chưa kể rằng là On ở đường trên đang thiệt thì bây giờ lại thành khỏe hơn hẳn, bởi vì Zeroth vừa mới phải dịch chuyển và mất một đống lính, bây giờ không còn dịch chuyển để quay lại top lane nữa. Đây là một pha đánh hơi bị đồng đội đến từ Zeroth rồi đấy, chứ pha này bình thường bỏ mẹ đi cứu nào được. Rồi Stark bào được một stack trụ, đẩy được hai quay lính. Này, nhìn số lính bị mất này. Bao lính đánh gần, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lính đánh xa. Một stack trụ, đây là những thứ mà Zeroth bắt buộc phải hứng chịu từ cái thời điểm mà sử dụng cái dịch chuyển trở đi, thua rất nhiều luôn. Pha tiếp theo này, lại đánh rất đúng với điều kiện thắng nữa này. Pha này thì không nói, pha này Stark chết. Cái này là lỗi cái cá nhân của Stark thôi. Ok, chết, gỡ lại mạng cho Zeroth. Rồi, pha đai trụ này. Đây nhá, một điều rất bất ngờ khi Yijin làm. Đầu tiên là khi bị phá tông nổ rồi, Yijin xuống khu vực hang rồng. Thường lúc này người đi rừng nào cũng lựa chọn là sẽ quay về rừng ngay, bởi vì Syvana có thể có mặt ở ngay khu bù lợi đỏ sau khi thấy đối phương bị cướp. Đấy là tâm lý chung của tất cả những người đi rừng đúng không? Nhưng Yijin làm một điều hoàn toàn khác. Yijin cũng đoán ra điều đấy, đi lặp lại đúng cái vòng rừng đấy, nhưng lần này là gọi thêm ở KT nữa, nhưng không phải là để cướp mà là để lòn luôn xuống đường dưới và thực hiện cái tình huống băng trụ. Yijin có chiêu cuối và gọi kích thú săn mồi, gọi luôn cả Orianna xuống, bốc thẳng vào Blaze, kéo về. Ok, easy kill, mạng dành cho Slayer, lại thêm mạng dành cho Slayer, lại thêm stack trụ dành cho Slayer và Flash. Rất lời, đánh cực kỳ đúng điều kiện thắng. Trong tất cả những ván trước ấy, thì các thành viên đội tuyển Flash đánh rất đúng điều kiện thắng, và Gam cũng đánh rất đúng điều kiện thắng. Chẳng hạn như ở ván thứ 3, thì cái giai đoạn mà con Chistana xanh, ngay lập tức con Chistana đi đẩy lẻ ở bên cánh, bởi vì lúc đấy Chistana không thể bị ngăn cản được, đúng không? Thì Gam luôn chơi như thế ở trong những cái ván đấu trước với một tâm lý rất là bình tĩnh. Nhưng ở ván thứ 5 này, cái kịch bản nó rất là khác. Gam chơi lồng lộn hơn nhiều, đánh cực kỳ sai điều kiện để thắng. Chistana một lát nữa các bạn sẽ thấy cực kỳ xanh, nhưng Chistana đánh sai hoàn toàn luôn. Mình không muốn nói rằng là đây là lỗi của địa hay là cái gì cả. Nó đơn giản là bởi vì cái thế trận và cái áp lực của một trận đấu chung kết nó làm cho cái con người nó suy nghĩ như thế mà thôi. Và một lát nữa Gam lao vào trong toàn những pha giao tranh không có cơ sở gì cả, không có tốc biến, thua về đội hình nhưng vẫn cứ lao vào. Đấy, lát nữa chúng ta sẽ xem. Gam đánh rất là sai điều kiện thắng luôn, trong đấy thì Flash lại đánh đúng. Zeroth lại move này, Zeroth move xuống bot ngay lập tức sau khi biến về, vừa chám vào chỗ trống để đỡ thọt lính, đẩy AD carry lên trên, như vậy là dép thoải mái đúng không, không bị thọt. Lúc này Zeroth farm lại bằng so với cả On rồi, như vậy là hay rồi nha. Thực ra thì trận này mình có thể đi vào từng pha chi tiết nhỏ cũng được, nhưng mà chắc là mình đi vào những pha lớn thôi. Không, ngay lúc này có một pha ganh. Đây này, đây là một địa pha hay thứ hai đến từ Zeroth này. Đây, chạy từ nhà đến trường nhá, đép một quê lính ở trên top nhá. Sau khi đép ở dưới bốt, biến về, chạy lên đép top, ăn hết quê lính, di chuyển rất thông minh. Vòng ra mid. Cái này là kỹ năng cá nhân, và cái này là tầm nhìn cá nhân. Cái này là hay thì mình khen hay. Còn nói mình fan Zeroth á, mơ à. Ok, vòng ra phía sau lưng, đứng ở ngay bên hông, gọi luôn bốt lên nữa. Bùm. Ok, tốc biến lên ulti trước đến từ Zeroth để cho KT không có thời gian tốc biến. Chẳng hạn như đây không phải là một pha tốc biến đến từ Zeroth, thì ngay lúc này bị lộ tầm nhìn, KT có thể đi bộ về một bước rồi tốc biến về phía bên này. Thì cái pha bốc của Zeroth ấy, từ đây ấy, mà ấn vào đây ấy, thì nó chỉ kéo cho Orianna về gần phía trụ hơn thôi. Lúc đấy thì nếu như KT kịp thời xuống kiệt sức lên người của Zeroth thì KT có thể sống. Nhưng tốc biến và ulti hất về phía này thì no hope, chả có đường nào để sống cả. Rồi gọi luôn sứ giả khe nứt, húp ăn luôn ở cái trụ 1, húp được cú thứ 2, suýt nữa ăn được trụ thứ 2. Lúc này Chistana xanh như trái banh rồi nhá, cực kỳ xanh. Cực kỳ xanh, rất là hay luôn. Không biết có phải do người con tim không anh? Anh không nghĩ rằng đấy là pha do người con tim, bởi vì bản thân của Zeroth sau pha đấy có thể lựa chọn ăn hết tân lính, đẩy tiếp tân lính tiếp theo khi biết rằng On về. Nhưng Zeroth di chuyển lòn vào đây, xong rồi đứng ở đây lanh quanh một lúc rất là lâu rồi quyết định là move ra mid. Thì đấy là cái di chuyển hay cá nhân thôi, chứ không phải là cái gì. Nhưng mà đây, cái pha này, pha tiếp theo này thì nó hơi lông côm. Tức là địa đang khỏe hơn, địa tìm kiếm điểm solo kill, đúng. Đó, A play được nhảy.
À, play được xoáy, nhưng mà địa của này lại bị bắt bởi Yin chết. Có dê dùng, không kịp hút, không hút vào Samana thì đúng hơn, mà vẫn chết, mất luôn con rồng. Đó, đó là con rồng thứ hai của ván và là con rồng đầu tiên dành cho Flash, là một rồng đất. Nếu như ván này mà có linh hồn rồng đất nữa thì càng đẹp hơn dành cho Flash, đúng không? Flash khỏe vãi nồi, nhưng ván này là rồng nước, và lát nữa sẽ là linh hồn rồng nước dành cho Flash. Rồi, ok, trade hit, lời. Đây, lúc này ganh này. Quả này là Jijin bị lỗi. Mình nghĩ là Jijin quả này cắm mắt. Xong rồi nên lùi về đi, biết đối phương nhìn thấy rồi. Tự nhiên đứng đây rình rình e một cái. Xong bị ulti của Yumi tốc biến qua, nhưng không thể kéo đối phương về được vì đang bị dính ulti Yumi đứng yên rồi. Chết well luôn, vì Savannah đang ở ngay đấy. Dam của Slayer không đủ, KT cũng dịch chuyển xuống, Tristana cũng đang move xuống. Quả này Slayer tự nhiên bị mắc kẹt, bị ăn E tốc biến, ăn E thêm cái nữa chết luôn. Pha này là một pha rất là lỗi của Flash. Jijin muốn đánh đúng điều kiện thắng, Jijin muốn cam cho bot, nhưng cuối cùng thì nó lại biến thành một cái tình huống rất là lỗ. Quả này này, nếu như cái mũi tên thơ thần này này nó lái về bên trái chứ không phải là bên phải thì nó dính vào KT, thì nó sẽ là điểm hạ gục KT nữa luôn á. Đó, còn Savannah nó hồi E mà, khạc cái nữa là có khi chết luôn KT á. Tristana đẩy lấy được trụ một ở mid. Lúc này nhìn xem chị xem lệch này, 130 một điểm hạ gục so với 96, chênh lệch đồ rất nhiều. Tristana bây giờ là khỏe hơn nhiều. Zeroth khỏe luôn, Zeroth này có hai mạng múp rất là thông minh mà vẫn duy trì được lính, vì thế nên lúc này Zeroth cũng khỏe. Và một lát nữa thôi bắt đầu sai, bắt đầu thấy Gam đánh sai lòi ra. Lúc này là Gam lúc nào cũng muốn combat hết á. Đây, phút thứ 18 quả combat. Quả này thì mình không nói bởi vì đây là một pha thả sứ giả, và khi đã có hai khăn, Gam rất thích giao tranh, Gam có đủ tốc biến. Đây là điều kiện giao tranh của họ, họ chủ động giao tranh hợp lý, nhưng mà cách họ giao tranh thì là sai lòi ra. Quả này người đầu tiên bị bắt hình như là Levi. Hóa rồng la vào, pop thả dê. Levi bị kéo và con Yumi đang bám trên người Levi, bắt buộc phải bỏ ra thôi. Chết thẳng Levi luôn, bị hất tung phía sau lưng bởi Stuck. Stuck hất quả này cực kỳ đẹp. Mấy đam chủ lực của Gam đang muốn dồn đam vào Stuck thì bị Stuck hất tung bằng cái xung kích bỏng cháy. Đấy, cái Q này đặt rất thông minh luôn. Cái Q này đứng từ đây, các bạn có thể thả đến tận đây, thả đến tận đây, nhưng mà thả ở đây thôi. Và nó là cái góc hất rất đẹp dành cho Stuck, cùng lúc hất tung được cả ba người lên và tràn thẳng lên đánh tiếp. Hai AD chủ lực bắt buộc phải out combat, không gây thêm sát thương nữa. Chết Zeroth, chết Yumi, và chết luôn cả Levi. Pha này lỗi đầu là đến từ Levi nhá. Đây lại là thêm một pha nữa làm cho Slayer khỏe này. Đây, Gam chase vào Stuck. Gam chọn target là Stuck để tấn công nha, không phải là Flash chủ động đánh nha. Mà này Gam là người chủ động đánh và aim vào Stuck. Lại lần nữa chủ động ép giao tranh. Trong khi lúc này các bạn biết làm sao không? Cánh đường trên đang đẩy, cánh đường dưới đang đẩy. Gam chẳng cần phải làm như thế này làm gì cả. Họ vẫn đang rất là khỏe, họ vẫn đang còn nguyên rừng để clear. Rừng bên phía đối phương họ cướp được rồi, rất là nuột. Vậy thì bây giờ nếu như là đúng là Gam thì sao? Mình nghĩ rằng họ sẽ tách ra hai cánh để họ đẩy, đẩy khỏe vãi. Con Savannah farm hết rừng ra đứng tầng sau lưng để cover cho Blaze, vậy là ổn. Lúc này Seth đẩy đường dưới, ai cản, khó cản vãi nồi. Ori đi đường trên, tay đôi với cả Tristana lại làm sao được. Tristana vừa mới solo kill Ori ngay trong trụ chỗ này. Nhưng lúc này thì không, không đi đẩy lẻ, Onin thêm lần nữa. Rồi, Jijin lao lên trừng phạt, bắt được Levi, kẹo rồi. Slayer đứng ngay đây làm sao thiếu đam được, 4-1-3 làm sao thiếu đam được. Địa 1 nhảy thẳng qua bắn cùng, bắt buộc phải làm như thế. Địa 1 phải giải nguy cho team, có kiệt sức lên đầu Slayer rất hay, dồn đam vào Slayer rất hay. Quay ngược trở lại, tốc biến né W cuồng thú quyền của Zeroth, rồi quay lại dồn sát thương. Đằng sau lưng này, CBL này được cover, lại là Stuck nha. Ai bảo Stuck đánh kém chứ mình thì mình chịu đấy. Trận này Stuck đánh hay vãi nồi, hất này. Hai AD carry đang tấn công, con Tristana mất nhảy luôn. Nhảy vào bị hất tung, không dồn đam được nữa, đồng nghĩa việc là mất nhảy. Tốc biến thoát ra ngoài được Yumi cover. Rồi tốc biến thêm phát nữa, chạy. Ta kịp hồi lại nhảy và ta nhảy đi được.
Tâm lý mà, trận chung kết lúc nào nó cũng là như thế. Nó là cái tâm lý khiến cho Gam đánh như thế, chứ bình thường Gam sẽ không đánh như thế. Mình chỉ muốn nói ở đây là đến cái thời điểm này các bạn bảo ván đấu cân không? Mình nghĩ rằng nó vẫn đang cân. 38,4k tiền với 35k tiền nó vẫn đang cân. Mình nói cân, đáng lẽ ra là Gam đang có lợi, nhưng tại sao mình nói là cân? Bởi vì là Flash đang đi đúng với điều kiện thắng của mình, và scale sức mạnh của Flash từ bây giờ trở đi là sẽ thăng tiến tốt hơn so với cả Gam, bởi vì Stark vừa mới đạt được cấp độ 13, 13, 14, 15 là bắt đầu là những cái cấp độ để cho Stark bắt đầu nâng cấp trang bị cho những người đồng đội của mình đúng không? Thì tức là scale của Flash bây giờ là cho dù có bị thua 3.000 tiền thì với một lượng nâng cấp của con On, cứ một lần nâng cấp mình tính rẻ đi là 1.000 tiền, cái giá trị của cái nâng cấp của On chắc chắn là hơn so với con số 1.000 tiền, nhưng mình tính rẻ đi, một lần nâng cấp đến từ On bây giờ là 1.000 tiền. Vì thế mình đánh giá rằng ván đấu này đang dừng ở mức độ là cân, mà đấy là họ vừa mới có mắt thua xong mới cân đấy nhá. Còn nếu như họ chia ra để ở hai cánh ở cái lúc này thì Gam đang lời chằn chặn đúng không? Lúc này Gam đang lời chằn chặn, nhưng Gam quyết định là không split put, không đi đẩy lẻ, không để cho cánh khỏe là Tristana đẩy, không để cho cánh khỏe là Zeros đẩy. Zeros đẩy làm sao bắt được, bắt thế méo được Zeros, thế thôi. Còn Tristana đi đẩy khó khăn, bắt thế méo được con Tristana, con Scanner và con Ori không thể giết được. Nhưng họ không làm như vậy và thành ra là họ liên tục bị thua. Mạng lại dành cho Slayer, bây giờ là 514 rồi. Slayer càng ngày Snowball càng khỏe. Ok, lại thêm một pha giao tranh nữa, đến ngay lập tức, nó đến liên tục. Giao tranh lại đến, Gam lại là người stick, Gam chủ động đẩy nhá. Gam đánh giá rằng sức mạnh của Gam bây giờ khỏe hơn nhá. Còn các bạn đánh giá sao? Còn mình đánh giá rằng bây giờ Gam không khỏe hơn đâu. Mình không đánh giá rằng lúc này Gam khỏe hơn, bởi vì tại sao? Gam phải đầu tư ở đây 1.300 tiền, Gam phải đầu tư ở đây 1.300 tiền nữa, Gam phải đầu tư thêm hai cái đồng hồ ngưng động nữa, mỗi cái 650 tiền, 1.300 tiền nữa, tổng cộng là 3 lần 1.300 tiền là 3.900 tiền. Hơn ở đây có 3.500 tiền thôi, 3.900 tiền được phục vụ cho trang bị thủ. Còn trong khi đấy thì đối với Flash, họ không cần trang bị thủ này, họ all in tấn công, bởi vì họ là đội sở hữu Scanner chứ không phải là đối phương. Thế nên tất cả những trang bị được đầu tư lúc này của Flash là all in dồn vào sát thương rồi. Tiếp tục stick thêm một lần nữa, combat ở mid. Lại là Stark lao ra, ok. Cứ all in thôi, cứ all in. Ok bạn Duy Long, mình không nói đến late game. Ý của mình là mình phân tích game ấy, là tại sao lúc này là Gam lại stick. Gam bị thua từ những lúc như này, chứ không phải là mình nói late game. Khi late game chênh lệch trang bị lớn quá rồi thì chúng ta so sánh để làm gì nữa. Đến late game thì so sánh chênh lệch trang bị để làm gì, bởi vì lúc đấy nó quá owning rồi, Kai'Sa ăn hết mạng, càng ngày Kai'Sa càng khỏe. Nhưng vấn đề là nếu như mà Gam né được combat từ lúc chỉ có 314 là KD của Kai'Sa thôi, và Gam đang hơn 4.500 tiền để đi đẩy ở hai cánh, Gam easy có được trụ hai top, bởi vì Tristana đi đẩy lẻ làm sao Orianna cản được. Con Sett đẩy ở bot tất nhiên là không lấy được trụ, nhưng sẽ luôn luôn áp lực thế lính ở đây và lời dịch chuyển để áp lực ra khu vực hai Baron. Ăn được trụ hai ở top, đẩy được bot là điều kiện cực kỳ tốt để ăn được Baron, bởi vì Gam đã kiểm soát được trụ hai mid, được chưa? Gam đã kiểm soát được trụ hai mid của Flash rồi, tức là tầm nhìn owning từ đường giữa, ăn được cái trụ hai top nữa, kéo dần ra khu vực hang Baron. Ở quanh đây họ kiểm soát thế câu cá chứ còn con mẹ gì nữa. Đây chính là thế câu cá mà họ hay làm. Nhưng ván này họ không làm như vậy. Tiếp tục đi chờ để bắt lẻ, đếm spell nhá. Có tốc biến, có tốc biến, không có tốc biến, có tốc biến, không có kiệt sức. Bên này sắp hồi tốc biến, có tốc biến, không có tốc biến, không spell. Như vậy là thời điểm này combat cứ coi như là được đến từ Gam, bởi vì họ đang lời spell đi. Uỳnh ulti rất đẹp, tốc biến lên, giữ chân được Yijin, giết được Yijin. Nhưng lại là nhưng nha, tiếp tục đẩy. Lúc này lời người thì đẩy là đúng, nhưng mà Zeros lúc này lại hơi hừng. Hừng quá luôn ấy, tự dưng Zeros tiến lên rất là cao. Đẩy lúc này nếu như bình thường thì chỉ để AD carry thôi. Đây, nhận được khiêng của Yumi, đứng giật dìu dập dìu ở đây để chịu tầm khoảng 3 hit đánh đến từ trụ. Vẫn có lính đây, tức là đam sát thương vẫn đang là sát thương đủ đến từ hai con xạ thủ. Con Tristana nó gắn cái bọc chất nổ vào đây, nó bắn mấy cái nổ trụ. Mình nghĩ là ba cái là nổ chứ không cần phải là kích cái gói chất nổ ở pha thứ tư. Nên là đây chỉ là ba thôi. Ba bắn nữa là nổ xong cái trụ rồi, thì cần gì Zeros phải đánh như thế này. Tràn thẳng lên, ép giao tranh, bị hất tung, bị dồn đam. Rồi, ok, Stuck mãi không chết, xoáy, chết thẳng luôn. Orion được mạng, quay lại giao tranh. Hay không đây? Vẫn chưa hồi lại, Gam đang phải lui về.
Đây, còn mát tiếp. Thấy Stuck đi lên, lại là Stuck. Lần trước ở cái khe cửa hẹp chỗ này các bạn nhớ rồi đúng không? Savannah, Lucian và Yumi bắt Stuck. Lần này lại là Stuck. Đó. Lại là Stuck, lại bắt vào Stuck. Lại all in, hết chiêu, Lucian hết mana. Savannah vừa bật ulti rồi, ok. Dê thả, một phát, lại hất được tung cả hai. Cái thời điểm Palette chọn để bay ra và nhập vào, nó bị fail. Điều này khiến cho Palette bị dính CC. Tức là 5 giây sau Palette mới nhập tiếp được vào người của một người đồng đội. Điều này khiến cho Palette nhận quá nhiều đam luôn. Shader bắn free shot từ đầu cho đến cuối. Con Savannah này sau khi hóa xong rồng và không còn chiêu cuối từ rồng, không còn cái đam chiêu cuối hóa rồng, thì chỉ còn chờ đam đến từ chiêu E thôi. Cái W được bao nhiêu đam? Tôi chẳng thấy có bao nhiêu đam cả. Chả thấy có tí đam nào cả. Bị Shader bắn đến gần chết luôn. Đấy, chỉ có khạc thôi. Thế nên là lúc này là thọt hoàn toàn rồi. Phía bên kia thì Chitana bắn tốt đấy. Bắn hạ gục đi Jin đấy. Tốc biến qua tường đấy. Nhưng tốc biến qua đến từ Stuck một đấm tay chết luôn. Xong. Xong. Pha này quét sạch dẫn đến con Baron. Đúng chưa? Pha này quét sạch dẫn đến Baron thì sao? Lúc này là sao? 43.800 so với 41.500 ăn xong Baron bằng tiền nhau. Ăn xong Baron coi như bằng tiền nhau. Lời bùa Baron, lời nâng cấp đến từ Stuck level 14. Bết lòi ra, Stuck là miếng mồi rất thơm luôn. Ai cũng muốn ăn Stuck cả. Không hiểu là Stuck có cái điểm gì mà ngon đòn thế. Anh em nào cũng muốn chén Stuck hết á. Cứ thế thôi. Đó, đó, đó. Cái điều mình vừa nói với các bạn đấy, Hảo nói cho các bạn nghe đấy. Gam không làm điều gì ngoài ra khu vực đường sữa cả. Và liên tục Gam ép giao tranh. Trong khi Gam có thể chơi đẩy ở hai cánh. Điều kiện thắng của Gam là gì? Là cánh đẩy lẻ. Cánh đẩy lẻ của Gam khỏe vãi nồi. Chitana khỏe, Seth khỏe. Nhưng khỏe vừa nãy thôi, còn bây giờ không khỏe nữa rồi. Bây giờ thì hết khỏe rồi, bây giờ thì đi đẩy lẻ mà xem. Con Scanner chỉ cần nháy được cái ulti vào thôi, là con Kai'Sa nó sẽ có tiền đề để nó bay thẳng tới. Lúc đấy thì kể cả có bấm khăn giải thuật hay sử dụng chiêu cuối chăng nữa, thì một nháy con Kai'Sa là con Chitana chết rồi. Lúc này là thôi, fail hẳn rồi. Sau pha này là thôi rồi. Sau pha này là chả còn gì để mà gỡ nữa rồi, mất bùa Baron rồi. Và đây nhá, ngay lúc này mất khăn nhá. Và bây giờ lại đi lẻ tiếp. Vừa mới mất khăn ở giao tranh trước, pha này Blade lại đi lẻ. Ôm theo Yumi trong người. Các bạn nhìn này, khăn chưa hồi. 10 giây nữa khăn hồi đi. Không, 5 giây nữa thôi. Yijin lao thẳng vào. Kéo về. Lúc này hồi khăn này. Các bạn nhìn nhá. Cái khoảnh khắc này là khoảnh khắc hồi khăn này. Hồi khăn. Bấm khăn luôn để giải thêm một lần hiệu ứng nữa. Đó. Nhưng mà chết rồi. Chết luôn Yumi rồi. Tự dưng chết oan hai người. Đó, pha này là thôi. Toang rồi. Endgame. Cái gì? Pha này macro này. Pha này macro đến từ Flash hay này. Đép bằng On. Bây giờ rõ ràng là Gam nhận ra rằng On không phải là con mồi ngon nữa rồi. Trâu vãi đái rồi. Bố trí bỏ thôi. Đó, bắt buộc phải bỏ thôi. Bị macro, bị đẩy lên trụ thứ 2 ở bot. Kéo lính vào trụ thứ 3 ở bot. Được chưa? Lúc này là chảy rồi, lúc này chảy lắm rồi. Đây, xong rồi đến pha top này. Pha top này là pha anh Lu nói là con Kai'Sa gọi là chơi ngông nhất cái lịch sử VCS đúng không? Đúng. Ngông vãi nồi. E thẳng lên bắn để lấy target và ulti lên. Đổi được ulti, lúc này bắn được thêm cái hit này. Blaze còn chắc tầm khoảng 300, dưới 300 máu. Thì đây là cái tình huống cực kỳ binh đến từ Slayer. Nếu như nói là chơi ngông thì không hẳn, bởi vì nó chơi cực kỳ binh luôn. Bởi vì Slayer có luôn một cái đồng hồ và biết rằng team mình ở ngay phía sau lưng tới rồi. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Là đây, Slayer đã kêu gọi Taric. Búp cho anh chiêu cuối đi. Đây, búp. Đây là cái chiêu Q rồi đúng không? À đây là cái chiêu W rồi đúng không? Đây là gán cái, giống như kiểu là cái thệ linh giữa CBL cùng với Slayer. Và ngay sau đấy bật chiêu cuối lên này. Nhưng nó bị quá tầm. Hình như là nó bị quá tầm hay sao ấy. Tôi không thấy có một cái vòng của chiêu cuối còn lại của CBL trên người của Slayer. Nên là Slayer không có chiêu cuối. Chứ thực ra đây là một pha đánh rất có cơ sở. Và đáng lẽ ra nó phải có thêm một cái vòng tròn xung quanh đấy nữa. Để kích hoạt vũ trụ dạng người trên người của Slayer. Nhưng hình như nó bị outrange hay sao đấy. Mà chiêu cuối vũ trụ dạng người của CBL nó không dính được vào Slayer. Và nó không kích hoạt. Nếu như lúc này CBL kích hoạt ngay lập tức cái chiêu cuối. Và sau đấy Slayer bay vào vẫn còn cái nội tại kích hoạt trên người. Thì tuyệt vời rồi. Đây, và pha này điện này.
Địa bị dính CC này, mất khăn này. Địa nhảy thẳng vào bắn. Địa hết chiêu chạy. Địa hết chiêu chạy vì sao? Địa chưa hồi lại W vì cái bom trên đầu của con Kai'Sa chưa được kích đủ 4 stack. Đây là một pha tính toán rất hay đến từ Kai'Sa. Thế mình nói rằng đây là một pha băng vào trên cầu tuyệt vời luôn ấy. Băng vào đáng lẽ ra có vũ trụ dạng người, mắc binh, băng vào kịp thời xuống đồng hồ để cho Địa không hồi được nhảy, mắc binh. Địa bị dính CC của Yijin, bắt buộc phải dùng khăn. Vừa sử dụng khăn xong bị Yijin tóm về. Đấy là điểm khó chịu. Khăn chỉ xài được một lần thôi và khăn chỉ có tác dụng đúng lúc đấy thôi, nó không giống như thanh tẩy. Thanh tẩy sau khi các bạn thanh tẩy xong các bạn sẽ có 0 chấm, có 35% kháng hiệu ứng hay 50% kháng hiệu ứng, nhưng khăn giải thuật không đem lại cho các bạn điều đấy. Khăn giải thuật bấm xong là hết, tác dụng của nó chỉ có thế thôi. Kéo thẳng Địa một về, Địa một chết rồi. Trụ 2 tràn lên đẩy tiếp vào trụ 3. Xoáy này, nhìn cú xoáy của Ori này. Lúc này KT còn vội hơn anh em mình, KT vội hơn rất nhiều. Moment boy. Gan có này def hay thật, def và đẩy lùi được flash quả này là cực kỳ hay luôn. Chỉ còn có 3 người thôi mà ép mà đẩy lùi được cả 5 người của Flash về pha này là game cực kỳ hay rồi. Nhưng lúc này Flash nắm quá nhiều yếu tố chiến thắng trong tay rồi, họ cũng chẳng phải vội nữa. Bình tĩnh, lùi về thôi. Bố trí lùi về thôi. Đây là truyền nhân của Optimus mà, truyền nhân của Optimus là Katimus thì đánh như thế là hợp lý thôi. Mới là 7 giờ rưỡi, tôi biết giờ này là giờ cơm nhưng mà anh em cứ hoàn toàn bình tĩnh. Rồi sau đấy ăn Baron thôi. Ăn Baron và endgame thôi. Ăn Baron, ăn sứ giả khai nứt. Ăn Baron. Rồi, không dép. Lúc này Gam đang có cụm dép trong nhà thôi. Chỉ kiểm soát được mỗi lính và ăn được ra đến rừng của mình là cùng thôi. Xong rồi, ra phía bên ngoài. Kiểm soát được thêm con rồng nữa. Thế là hết binh rồi. Có linh hồn rồng nước, có bùa lợi Baron. Thôi, pha này thì coi như end game rồi. Tức là, mình chỉ muốn nói rằng là trong cái trận đấu này này, Gam bị đánh sai điều kiện thắng vì họ quá mất tập trung. Còn pha này thì khỏi nói rồi, Jin tràn thẳng vào, chói thẳng Levi ra, vừa kịp hóa rồng chết thẳng luôn, chết tiếp Palette luôn. Palette chỉ là con mèo thôi, và vật chủ của nó chết thì đương nhiên là nó cũng sẽ chết. Xoáy được, Địa một bị la vào bắn, và tất cả mọi thứ là endgame rồi. Chúc mừng team Flash. Ok. Thì đến đây thì nó cũng chấm dứt cái phần phân tích 5 bàn đấu của mình. Thì hy vọng rằng là những cái nhận định của mình thì các bạn nghe các bạn thấy lọt tai. Còn ai mà có ý kiến khác thì tùy, mỗi người một ý tưởng, mỗi người một ý kiến. Không biết rằng ý kiến của các bạn là như thế nào. Nhưng mà đấy, đấy là phần phân tích của mình mà thôi. Khăn giải được chứ. Khăn giải thuật giải được ulti của SN, còn thanh tẩy thì không giải được các bạn nhé. Ok, hy vọng rằng là phần giải thích của mình làm cho các bạn dễ hiểu. Và các bạn nhớ xem lại ở trên kênh YouTube của mình nha.